Tiếp tục series video hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế CATIA, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về ý nghĩa và cũng như là cách sử dụng của các công cụ lệnh trong tab Operation. Sẽ mở CATIA lên, mình sẽ tạo thêm một sketchy này để nó vào trong một trường sketchy. Thì tab Operation này như bài trước mình đã giới thiệu các bạn rồi, thì nó là một thanh công cụ làm ở trong môi trường Sketchy. Đây thì các bạn để ý ở góc phía bên trên bên phải màn hình này, mình đã hiển thị ra cái thanh Operation này rồi. Thì tại video trước mình đã giới thiệu cho các bạn về ba phần đầu này, đó là về các phần như là Corner này, Chamfer hay là phần các lệnh về Trim này, thì mình đã giới thiệu cho các bạn các lệnh này rồi. Thì video tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các tab, về cái phần lệnh thứ tư này, các phần trong góc lệnh thứ tư này. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ ra một hình dáng sketchy để mình thực hiện ạ. Ví dụ mình tạo ra một sketchy này, thì ý nghĩa của từng lệnh ở trong phần này thì nó sẽ ý nghĩa như sau. Thứ nhất là về lệnh mirror. Mirror này thì các bạn hiểu như là nó là copy, nghĩa là nó một hình thức copy, và nó cái khác cái bạn copy ra nó sẽ giống như cái bạn dùng để copy, một hình thức gọi là copy thôi, nó đối chiếu đối xứng sang. Thì như các bạn nhìn luôn vào cái icon của lệnh này, thì đây có hai hình này, nó đối xứng nhau qua cái trục xanh ở giữa. Thì công cụ của bạn là các bạn chọn cái lệnh mirror này, thì mà bạn chọn là đối tượng, ví dụ mình chọn đối tượng là toàn bộ cái hình mình vừa vẽ ra này. Tiếp đó thì bạn sẽ chọn cái trục đối xứng để bạn mirror qua, ví dụ mình chọn trục này chẳng hạn, đấy thì nó sẽ mirror sang đây. Hoặc là mình cũng có thể, ví dụ mình bây giờ mình copy mirror một cái đường này thôi, các bạn ý có đường mình chỉ chuột này, rồi bạn cho mình chọn là lệnh mirror, sau đó bây giờ mình chọn trục, mình chọn luôn cái trục ở dưới này, thì nó sẽ tạo ra một đường ở dưới đây luôn đấy, thì nó sẽ đối xứng và nhìn mirror nhau qua cái đường trục của bạn vừa chọn đấy. Đó là về công cụ mirror. Thì cái công cụ mirror đầu tiên này, thì khi các bạn tạo ra một cái đối tượng mới này, thì nó thì cái đối tượng cũ của bạn nó vẫn được giữ lại, các bạn để hiện như thế này. Còn sang cái lệnh thứ hai nữa là nó là lệnh symmetry. Thì cái lệnh này là khi các bạn mirror, nó cũng bản chất nó là lệnh mirror, nhưng mà khi các bạn mirror xong thì nó sẽ không giữ lại cái góc nữa, nó chỉ giữ lại cái kết quả bạn mirror thôi. Thì các bạn để nhìn icon bạn có thể hiểu phần nào đấy. Giờ mình ví dụ mình thực hiện lệnh này, mình thực hiện lệnh mình mirror cái này, rồi mình chọn chụp đấy, thì kết quả nó chỉ là cái phần kết quả bạn mirror hình mirror sao thôi, còn cái hình mình cái mà các bạn để video nó sẽ mất đi. Đó là về công cụ symmetry. Tiếp theo đó là công cụ translate. Thì công cụ này nó là một công cụ để các bạn di chuyển cái đối tượng trong sketchy của bạn các cách tùy ý thôi, cái nó là một cách di chuyển tự do thôi, sau đó thì bạn có thể ràng buộc nó xong. Rồi mình chọn vào lệnh translate này, mình chọn là hình của mình. Tiếp theo là bạn sẽ phải làm cái gì, thì bạn sẽ phải chọn điểm ban đầu bạn mirror và cái điểm bạn muốn mirror đến. Thì ví dụ mình chọn vào điểm này là điểm 5 cột mốc ban đầu mirror này, sau đó bạn di chuyển con chuột đấy. Khi bạn muốn mirror đến đâu thì bạn chỉ cần tích chuột để chọn điểm nó mirror đến thôi là sẽ được. Ví dụ mình mirror đây đấy, mình tại bạn tích nó sẽ chạy mirror ra một cái khác. Tiếp theo nó là cái lệnh
ở trong cái phần các cái lệnh này nhé, thì bên trong các bạn ấy bên trong nó có các thông số bên trong ấy, thì bài này mình chỉ giới thiệu cho các bạn về cách mirror và các lệnh cơ bản và các lệnh transition cơ bản này thôi. Thì về những thông tin về những cái phần ở trong cái bản chan 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 defend này, thì bạn mình sẽ hướng dẫn cho bạn ở các video khác, vì đây là sơ cấp thì các bạn không có quan tâm gì lắm vì nó cũng không dùng nhiều về như thế này. Thì đây nó chỉ đơn giản nó về phần số lượng và phần giữ hoặc không giữ cái kết quả video của mình thôi. Lệnh tiếp theo đó là lệnh rotate, thì lệnh này là nó cũng giống như lệnh transition bên cạnh, thì nó chỉ khác nhau bản chất thôi. Thì lệnh này là lệnh các bạn dùng để xoay cái đối tượng ở trong môi trường sketchy đó. Dù mình chọn rotate này, mình chọn vào đối tượng, sau đó bạn cũng phải chọn cái tích một cái điểm để nó nằm tấp quay. Dù mình chọn điểm này để nó quay này, sau đó mình quay này, đấy thì hình nó sẽ quay tùy ý cho các bạn, bạn muốn quay bao nhiêu độ cũng được. Ở các bảng như cái phần bên kia nó cũng bên đây nó có các bảng rotation definition, thì các bạn có thể thiết định thông số đây về góc độ hay là về số lượng hay tính đâu. Đó là về phần rotate. Thì lệnh tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là lệnh scale. Thì lệnh scale này nó một lệnh để các bạn phóng to thu nhỏ cái đối tượng trong sketchy của bạn. Ví dụ mình chọn scale, rồi mình chọn đối tượng này. Tiếp theo là các bạn sẽ phải chọn tâm nó xuất phát để nó scale cái hình của bạn ra. Ví dụ mình chọn là điểm này, sau đó các bạn di chuyển chuột này, bạn có thấy là cái hình dáng scale kích thước cái cỡ bạn có thể tùy chỉnh này, hoặc các bạn có thể vào bảng scale definition này về nhập giá trị cho nó này, to lên nó gấp đôi hay là nhỏ đi bao nhiêu thì bạn có thể chọn vào đây, thì nó sẽ ra biến đổi hình dáng của đối tượng của bạn thôi. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái lệnh offset. Thì lệnh offset này thì nó là một lệnh để các bạn nên là copy, nó kiểu như là một lệnh copy. Nếu các bạn làm ở trong kép rồi các bạn sẽ hiểu luôn về cái lệnh này, thì nó đơn giản nó chỉ như là nó copy song song thôi cái đối tượng của bạn. Rồi mình chọn offset này, sau đó mình chọn nó cái hình này chẳng hạn. À, đây ví dụ mình chọn đường này cũng được. Thế bạn đấy này, thế con chuột sẽ bạn di chuyển chuột thì có một cái đường xanh xanh mà đi theo này. Đây chính là cái đường của bạn sẽ offset ra. Rồi các bạn có thể tích này, hoặc mình có thể di chuyển một đối tượng lớn này. Ừ, con này. Cái nó lớn quá nó có đoạn để trùng nhau nó không sẽ xác nhận được. Thì bạn chọn ví dụ đường này này, các bạn có thể di chuyển kéo rồi tùy ý không? Cái nào thì bạn có thể làm được. Đó là lệnh offset. Thì tiếp theo nó là mình sẽ giới thiệu sang các bạn về cái lệnh chiếu và thao tác bên lệnh chiếu này. Rồi mình sẽ ví dụ mình sẽ thoát sketchy đi nhé. Mình sẽ tạo một sketchy mới. Và đây mình đã tạo sẵn cho các bạn ba khối body để thực hành với cái lệnh này. Bây giờ ví dụ mình tạo một sketchy mới này. Đây. Thì bây giờ vào cái phần các lệnh của phần chiếu này, thì nó có ba lệnh ở cái version này, thì có ba lệnh nó hiển thị ba lệnh chính này. Thì mình giới thiệu cho bạn về ba cái lệnh này. Thì đầu tiên là lệnh project 3D. Thì cái lệnh này nó là lệnh chiếu đơn thuần thôi, nhưng nó sẽ chiếu vuông góc cái đối tượng của bạn xuống cái mặt phẳng và chứa sketchy. Ví dụ là mình chọn lệnh này, thì bây giờ ví dụ mình chọn cái mặt này đi, thì khi đó nó sẽ chiếu
cái mặt này nó vuông góc xuống cái mặt của cái solid này, vuông góc xuống cái mặt chứa sketchy của bạn ấy. Ví dụ mình chọn đây đấy thì nó sẽ chiếu xuống này, vì cái mặt 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 to này hiện tại nó đang vuông góc với cái mặt của mà mặt sketchy của mình, nên khi nó chiếu xuống thì cái mặt nó chỉ hiển thị là một đường thôi. Hoặc là mình có thể chiếu vào cái mặt này nó không vuông góc rồi. Đấy. Chọn mặt này thôi. Đấy thì nó sẽ ra cả biên dạng luôn này, nó sẽ ra toàn bộ biên dạng đường bao này của cái mặt đấy, nó sẽ chiếu xuống. Thì cái lệnh này đơn giản là nó chỉ đơn thuần là nó sẽ chiếu vuông góc thôi. Bạn chọn đối tượng gì nó cũng sẽ chiếu vuông góc xuống cái mặt sketchy bạn. Rồi mình chọn cái này như vậy thì nó vẫn chiếu vuông góc và nó sẽ một đường. Lệnh tiếp theo là tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn lệnh intersect by đây. Thì cái lệnh intersect này nó đơn giản các bạn hiểu như là nó là phần giao nhau thôi. Phần giao nhau thì đây nó sẽ giao nhau giữa sketchy của bạn và một cái path nào đó mà nó đang mà nó giao giao nhau ấy, thì nó sẽ sinh ra cái đường sinh giao nhau đấy. Ví dụ mình chọn intersect này. Bây giờ ví dụ mình chọn cái các mặt khối body đi, thì nó sẽ tạo ra cái đường giao nhau với đường ghép chi mình vậy đi, nên chi mình cắt ngang đây. Khi mình tách ra giao nhau đấy, khi đó thì nó sẽ sinh ra cái đường giao này, nó cứ giao nhau tại đâu sinh ra cái đường đấy. Đây là cách bạn tạo ra intersect, cái lệnh intersect by đây này. Lệnh tiếp theo là lệnh CHOSG này. Thì cái lệnh này nó bản chất của nó là nó sẽ chiếu theo một đường tiếp tuyến. Nghĩa là cái lệnh này nó hay dùng cho các đối tượng mà bạn chiếu các đối tượng có hình cong tròn ấy, thì nó sẽ tạo bằng phương pháp nghĩa là nó sẽ chiếu theo cái đường tiếp tuyến với cái cung tròn đấy. Ví dụ mình chọn đến insert 3D này, mình chọn khối tròn này nhá, đấy thì nó sẽ tạo ra tạo bằng cách là cái biên dạng tiếp tuyến ngoài ấy, so với cái một cái đường tiếp tuyến nó giao với cái hình mà bạn chiếu ấy. Ví dụ cái này hình dạng này chưa có biên dạng này đi, mình chọn đây, nó có hai bên nó chia ra ba. Thì các bạn để ý là khi các bạn sẽ là có các lệnh muốn sẽ có mặt nó tiếp tuyến nó chạy đây này, thì nó sẽ chiếu cho tiếp tuyến cong tiếp tuyến với cái đường cong này để ra cái hình này, cũng như cái hình tròn này thì nó sẽ tiếp tuyến với đường biên rộng nhất này, nó tiếp tuyến và vuông góc với cái mặt tiếp tuyến và vuông góc với cái mặt chứa sketchy của mình ấy. Thì đó là bài hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về hai cái phần cuối ở trong tab operation của môi trường sketchy này. Thì ở các video sau mình sẽ giới thiệu vào các thanh tab tiếp theo của trong môi trường sketchy. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment ở dưới phần description, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và các bạn có thể like và subscribe kênh của mình để cập nhật các video hướng dẫn mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.